Bò kho cùng bí đỏ, bạn đã ăn chưa? Ớt thịt bò cùng hành tỏi, gia vị bò kho, sa tế và một ít màu điều nè. Cho lên màu ớt trong 20 phút nha. Phi thơm hành tỏi và sả, sau đó cho bò đã ớt vào, xào cho săn lại. Sau khi thịt bò đã săn hai mặt thì cho nước xăm xắp nè. Đây là phần mình mê nhất nha, bí đỏ đem hấp, sau đó trộn với một lượng bột năng vừa đủ, nhồi thật kỹ, vo thành viên vừa ăn nha. Ninh tầm 20 phút thì mình sẽ cho huyết vào, sau khi huyết chín thì mình sẽ cho bí đỏ vò viên vào nè, cho thêm cà gót vào nữa. Nấu thêm một lúc nữa thì chúng ta sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn. Thêm tí bột năng nữa cho nước sền sệt, nhìn quá hấp dẫn chứ nè. Sáng nhà chỉ có bún không có bánh mì nên mình sẽ ăn bún mía bò kho nha. Nhìn quá hấp dẫn luôn, một giá đầy ú ụ nè, quá trời là topping. Bây giờ thì cùng ăn nha. Nhiều bạn sẽ thấy hơi lạ đúng không? Nhưng mà ở quê mình là vậy á, chỉ cần những món đó không kỵ nhau là mọi người sẽ sáng tạo ra biết bao nhiêu là món nữa luôn á. Thấy vậy chứ ngon lắm.